Chiến trường Đông Âu rực lửa với nhiều diễn biến phức tạp. Tỷ phú Mỹ Elon Musk mới đây giống hồi chuông cảnh báo nguy cơ Ukraine thất thủ ở Odessa. Cùng lúc đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFW tiết lộ Nga lập hệ thống hỏa lực di động để đối phó với UAV của Ukraine. Ngành năng lượng Ukraine trao đảo vì các đợt tập kích của Nga Một thông tin đáng lưu ý, ông Zelensky đột ngột sa thải đồng minh thân cận nhất. Nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định này là gì? Tại Trung Đông, giao tranh cũng diễn ra dữ dội. Israel ném bom trụ sở hành chính của các thành phố tự trị ở Gaza. Ở một mặt trận khác, Israel tấn công xe chở nhân viên Liên Hợp Quốc ở miền Nam Liban. bối cảnh khủng hoảng, tàu viện trợ thứ hai rời cảng ship vận chuyển gần 300 tấn lương thực tới Gaza. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị khán giả ngay sau đây. Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình An ninh trực tự thế giới 24 giờ và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Tại chiến trường Đông Âu, theo báo cáo hôm 30 tháng 3 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh IFW có trụ sở tại Mỹ cho biết, lực lượng Nga đang đấu tranh để triển khai các hệ thống phòng không nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, nhưng đã thất bại trong việc bảo vệ các mục tiêu quan trọng ở các khu vực có an ninh nghiêm ngặt bên trong nước Nga. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong tháng 2 và tháng 3, làm gián đoạn công suất của các nhà máy lọc dầu của đất nước. IFW cho biết lực lượng Nga đang phải vật lộn với việc triển khai phù hợp các hệ thống phòng không tầm ngắn và dường như đã thất bại trong việc bảo vệ các mục tiêu tiềm năng quan trọng trong các khu vực được báo cáo là có an ninh tốt ở Nga. Theo truyền thông nhà nước Nga, Moscow hiện đang thành lập các nhóm hỏa lực di động để phòng vệ trước máy bay không người lái của Ukraine. Theo ISW, quân đội Nga có thể sẽ đấu tranh để đưa các nhóm này đạt được quy mô cần thiết trong thời gian tới. Ukraine bắt đầu triển khai các nhóm hỏa lực di động chiến thuật trên quy mô lớn, để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái xa hát của Nga vào mùa xuân năm 2023, nhưng Nga hiện phải đối mặt với các mối đe dọa lớn hơn khi các vùng mà Moscow kiểm soát ở Ukraine, cũng như trên khắp nước Nga đều có nguy cơ bị tấn công. Các nhà phân tích cho biết, không rõ liệu các nhóm di động này có thể bảo vệ được phạm vi lãnh thổ mà máy bay không người lái Ukraine nhắm đến hay không. ISW dự đoán rằng các nhóm di động sẽ hiệu quả hơn ở các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine so với Nga. Các nhà phân tích cũng cho biết, việc thành lập các nhóm có thể chỉ ra các lỗ hỏng trong hệ thống phòng không của Nga. ISW cho biết, việc lập ra các nhóm hỏa lực di động cho thấy rằng Nga có thể không triển khai các hệ thống phòng không thông thường, chẳng hạn như hệ thống FASIS-S1 hoặc S-300-400 đến tất cả các căn cứ quan trọng ở miền Tây nước Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post vào ngày 29 tháng 3 rằng, lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, vốn là các mục tiêu quân sự hợp pháp. Ngành năng lượng của Ukraine chịu đòn giáng mạnh do các cuộc tập kích liên tiếp của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng nước này. Người đứng đầu công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết hôm 30 tháng 3 rằng năm trong số 6 nhà máy của họ đã bị hư hại hoặc bị phá hủy, dẫn đến mất 80% công suất phát điện. Nhiệm vụ sửa chữa một số thiết bị có thể mất tới 18 tháng. Vào đêm 29 tháng 3, Nga đã tiếp tục tấn công vào các nhà máy nhiệt điện và thủy điện ở miền Trung và miền Tây Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV. Tổng thống Zelensky có buộc Nga đang thực hiện cuộc tấn công nhằm khiến ngành năng lượng Ukraine chảy máu. Mỹ, châu Âu, các đối tác khác của chúng tôi, mọi người đều biết chúng tôi cần gì. Mọi người đều biết tầm quan trọng của việc giúp chúng tôi tự bảo vệ mình khỏi những cuộc tấn công này, ông Zelensky nói trong bài phát biểu đêm 30 tháng 3. DTEK, công ty cung cấp khoảng 1 phần tư sản lượng điện của Ukraine, đã chứng kiến các nhà máy nhiệt điện và các cơ sở khác liên tục bị tên lửa, máy bay không người lái và pháo binh của Nga tấn công trong hơn 2 năm chiến sự nổ ra. Giám đốc điều hành DTEK Dimitro Sakurov cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng làn sóng tấn công vào ngày 22 và 29 tháng 3 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nhiệt điện và thủy điện ở hầu hết các khu vực và các cơ sở sản xuất điện đã bị phá hủy. Năm trong số 6 trạm của chúng tôi bị hư hại nghiêm trọng, một số đơn vị bị phá hủy, một số bị hư hại từ 50% trở lên. Tình trạng này xảy ra ở cả miền Tây và miền Trung, cả những thiết bị cần thiết cho sản xuất điện và truyền tải từ nhà máy lên lưới điện đều bị hư hỏng. Giám đốc điều hành DTEK cho biết. Ông nói thêm rằng công ty của ông đã tổn thất lên tới 300 triệu đô la Mỹ chỉ riêng về thiết bị, trong khi chi phí lao động sẽ cần tăng gấp đôi. Ông Sakharov tiết lộ DTEK đã chi 110 triệu đô la Mỹ để khôi phục những thiết bị Nga tấn công vào năm ngoái, và 2 phần 3 trong số đó hiện đã bị phá hủy. Ông nói nó sẽ cần nhiều tháng sửa chữa và có thể kéo dài đến một năm rưỡi. Ông giải thích thêm, phải mất thời gian để sản xuất một tu máy phát điện hoặc máy biến áp, vì vậy bằng cần chuẩn bị cho thực tế rằng nguồn điện sẽ mất lâu để trở lại. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của công ty sản xuất điện Citronero cho biết, nhà máy nhiệt điện Simifica với 10 tổ máy ở khu vực Đông Bắc Kharkov đã bị phá hủy trong vụ tấn công ngày 22 tháng 3. Về tình hình trên tiền tuyến, ông chủ Tesla và SpaceX tỷ phú Elon Musk mới đây đã kêu gọi Ukraine nên chọn phương án đàm phán với Nga trước khi có thể mất hết toàn bộ đường tiếp cận với Biển Đen, trong đó có thành phố cảng Odessa. Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội X ngày 30 tháng 3, tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk đề quan điểm rằng vị thế của Ukraine đang suy yếu sau một ngày chiến sự trôi qua. Câu hỏi thực sự là Kiev sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ và bao nhiêu sinh mạng trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Nga, ông Musk nói. Ông cũng lưu ý rằng, bất kỳ kẻ ngốc nào cũng có thể đoán trước rằng cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái của Ukraine sẽ thất bại. Ông Musk nói thêm rằng, ngay cả khi Kiev làm theo khuyến nghị của ông là cố thủ và huy động mọi nguồn lực để phòng thủ, vẫn sẽ khó giữ được vùng đất không có rào cản tự nhiên vững chắc. Thật là một sự lãng phí sinh mạng. Ukraine tấn công một đội quân lớn hơn với tuyến phòng thủ sâu, bãi mìn và phong binh mạnh hơn nhiều, trong khi họ thiếu thiết giáp hoặc ưu thế trên không, ông Musk khẳng định. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, hơn 440.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương trong hai năm chiến sự, bao gồm gần 166.000 người trong cuộc phản công năm ngoái. Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hồi tháng 2 rằng Kiev chỉ mất 31.000 binh sĩ kể từ khi xung đột nổ ra. Tỷ phú Mỹ cảnh báo, xung đột càng kéo dài, Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ cho đến khi đánh trúng Dnipro, nơi vốn rất khó vượt qua ông Musk nói tiếp nếu xung đột kéo dài đủ lâu thì odessa cũng có nguy cơ thất thủ liệu ukraine có mất toàn bộ quyền tiếp cận biển đen hay không theo quan điểm của tôi mới là câu hỏi thực tôi đề nghị giải quyết bằng thương lượng trước khi điều đó xảy ra Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, ông Elon Musk đã một vài lần thay đổi quan điểm. Ban đầu, ông hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp miễn phí các thiết bị liên lạc về tên Stalin. Tuy nhiên, ông từ chối kích hoạt hệ thống này để hỗ trợ Ukraine tấn công hàm đội biển đen của Nga. Ông giải thích rằng, nếu điều này xảy ra, SpaceX sẽ là đồng lõa trong một hành động leo thang chiến tranh và xung đột lớn. Cách đây hơn một năm, ông Musk kêu gọi Ukraine từ bỏ ý định giành lại Rum, bán đảo sắp nhập vào Nga năm 2014. Ông cũng đề nghị Ukraine tuyên bố trung lập, cho phép bốn tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào Nga. Đề xuất này tương tự như các điều khoản mà Nga đưa ra cho Kiev và các cường quốc phương Tây trước khi xung đột bắt đầu, ngoài trừ việc Moscow ban đầu chỉ kêu gọi quyền tự trị ở Donetsk và Lugansk. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng họ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa với Kiev và đổ lỗi cho căng thẳng leo thang là do chính quyền Ukraine, những người từ chối chấp nhận thực tế trên thực địa. Ukraine phải tính đến thực tế là biên giới của nước này đã thay đổi mạnh mẽ kể từ năm 2022. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, khi bình luận về đề xuất của Tổng thống Zelensky rằng việc quay trở lại biên giới năm 1991. Tại một mặt trận khác, Kiev Independent dẫn lời người phát ngôn của lực lượng hải quân Ukraine Dmytro Pletenchev hôm 30 tháng 3 cho biết, quân đội Nga đã rút gần như tất cả các tàu lớn của mình khỏi các cảng ở Rum sau các cuộc tấn công của Ukraine vào hạm đội Biển Đen. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường nhắm vào các mục tiêu của hàm đội biển đen ở Rum, tấn công nhiều tàu và buộc các tàu của Nga phải tái triển khai đến vùng biển an toàn hơn. Ông Pletenger cho biết Nga hiện đã rút tất cả các tàu quan trọng của mình, ngoài trừ tàu sân bay tên lửa Kalon. Ông nói, hầu hết các đơn vị chiến đấu đều đã được triển khai ở nơi khác, ngoài trừ một đơn vị. Ông Pletenger cho biết tàu Kalon chưa được phóng ra tên lửa nào. Nga đã bắt đầu tái triển khai hàm đội biển đen đến Novorossiysk vào năm ngoái sau một loạt các cuộc tấn công tàn khốc của Ukraine, bao gồm cuộc không kích vào trụ sở chính ở Sevastopol vào ngày 22 tháng 9. Theo ông Pletenchuk, hiện tất cả các tàu có giá trị nhất đều đã được triển khai ở nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Stratcom gần đây đã báo cáo rằng, vào đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen đã bị vô hiệu hóa, bao gồm 24 tàu và một tàu ngầm. Nga đã thực hiện một số bước để giải quyết mối đe dọa đang tiếp diễn, bao gồm cả việc thay thế chỉ huy hải quân Nga vào đầu tháng này. Lực lượng Nga đã vô tình bắn hạ máy bay chiến đấu Su-27 của mình trên không bán đảo Crimea vào ngày 29 tháng 3. Hải quân Ukraine cho rằng sai lầm này là do Nga đang tăng cường việc sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh tổn thất ngày càng tăng. Bình luận về tình hình trên tiền tuyến, đại tá Vitaly Kiselev, một chuyên gia quân sự thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk, nói rằng quân đội Ukraine không gặp phải tình trạng thiếu đạn dược hoặc máy bay không người lái khi tấn công các thành phố của Nga. Ngược lại, họ có rất nhiều đạn dược để triển khai. Theo ý kiến của ông, Ukraine đã bắt đầu xây dựng các đơn vị của mình và vẫn có nguồn nhân lực đáng kể. Ông Kiselev nói, Cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra ở Pelogorovka, ở khu vực Soledad, và đồng thời cũng ở gần Patmut lượng đạn dược không giảm, số lượng UAV không giảm, ngược lại còn đang tăng lên. Ukraine đang bắn phá Kremenaza, Svatovo, Rubenov và Lysychat bằng vũ khí tầm xa tiêu chuẩn của NATO. Họ không giảm thiểu các cuộc tấn công mà ngược lại còn gia tăng ở một số khu vực. Ông Kisilev cho rằng quân đội Ukraine không từ bỏ các đơn vị của mình mà ngược lại còn đang củng cố các đơn vị này, đặc biệt là tại phía nam, khu vực Dnipropetrov và Potava. Việc tái triển khai và tập trung lực lượng đang diễn ra ở các vùng Kiev, vinista và Zhytomyr. Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine vẫn còn nguồn nhân lực và việc huy động sâu rộng vẫn đang ở phía trước. Ngoài ra, theo chuyên gia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể ký mọi văn kiện để gửi thiết bị đến tuyên tuyến và cho phép quân đội của các nước châu Âu vượt biên giới. Ông Kisilev lưu ý quân đội nước ngoài có thể chiến đấu dưới lá cờ Ukraine. Trong khi đó, các chuyên gia quân sự Nga cho biết nước này có nhiều biện pháp để chống lại tiêm kích F-16, loại khí tài mà các nước NATO dự kiến sắp gửi cho Ukraine. Theo hãng tin Sputnik News, Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã nhắc lại rằng sự hiện diện của tiêm kích F-16 ở Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Ông chủ điện Kremlin cũng cảnh báo rằng việc chiến cơ đó cất cánh từ các nước thứ ba sẽ khiến những căn cứ đó trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Sau bài phát biểu đanh thép của ông Putin, hãng tin Sputnik cho biết các phóng viên của họ đã hỏi ý kiến một trong những chuyên gia không quân hàng đầu của Nga về các công cụ mà Moscow có trong tay để chống lại tiêm kích dầu Mỹ sản xuất. Ukraine dự kiến sẽ nhận được khoảng 6 chiếc F-16 đầu tiên trong số 45 chiếc F-16 mà phương Tây đã cam kết vào tháng 7 năm ngoái. Suốt nhiều tháng sau đó, việc giao hàng bị trì hoãn do thời gian đào tạo phi công kéo dài hơn dự tính và Ukraine gặp khó khăn trong việc tìm căn cứ phù hợp để chứa F-16. Các nhà quan sát quân sự đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy hiểm mà các phi công Ukraine lái máy bay F-16 sẽ phải đối mặt khi thực hiện không kích nhằm vào Nga. Theo Sputnik News, F-16 sử dụng loại công nghệ không mới và Moscow thậm chí đã có đủ phương tiện để hạ gục F-16 từ những năm 1970. Ông Nikolai Borikin, một trong những nhà sử học và tác giả hàng không quân sự hàng đầu của Nga, đồng ý rằng những chiếc F-16 dễ dàng bị bắn hạ ở Ukraine. Ông Borikin nói với Sputnik: "Tôi đồng ý với điện Kremlin rằng F-16 khó có thể thay đổi bất cứ điều gì ở Ukraine vì loại máy bay này đã khá cũ." Chuyên gia nói thêm, loại máy bay này đã rất quen thuộc với quân đội Nga. Các phương tiện chiến tranh điện tử mà F-16 sử dụng đã được biết đến rộng rãi. Và Nga có một loạt vũ khí chống lại nó, bao gồm vũ khí không đối không và vũ khí đất đối không. Vũ khí không đối không bao gồm tên lửa tầm ngắn R73 và R77, tầm bắn từ 40 đến 160 km. Tên lửa tầm trung R27 có tầm hoạt động lên tới 170 km. Tên lửa tầm xa R33 biến thể mới nhất có thể bay tới mục tiêu cách xa 304 km. Và tên lửa siêu thanh R37, tầm hoạt động 150 đến 400 km, tốc độ tối đa là Mach 6. Bên cạnh đó, Nga còn có nhiều hệ thống phòng thủ trên mặt đất để chống lại F-16, bao gồm tên lửa dẫn đường hồng ngoại 9K-333 Vespa, tầm bắn tối đa là 4,5 km, đến tên lửa siêu thanh 2 tầng dẫn đường bằng laser 9M-337 Sonar-R, tầm bắn tối đa 10 km. Các vũ khí khác có thể kể đến như hệ thống Satin Sam, hệ thống tên lửa di động 2K-12 cấp, tầm bắn lên tới 25 km, và các hệ thống tên lửa S-200, S-300, S350, S400 và S500. Mỗi hệ thống này có thể phóng tên lửa ở khoảng cách từ 200 đến 600 km. Chúng hoàn toàn có thể vượt trội vũ khí dùng trên F-16, theo Sputnik News. Chuyên gia Nga cho biết, mối đe dọa thực tế duy nhất mà F-16 có thể gây ra cho Nga là khi quân Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu này cho nhiệm vụ cảm tử. Để chống lại mối đe dọa này, lực lượng phòng không và không quân Nga sẽ phải theo dõi các máy bay F-16 ngay từ thời điểm cắt cánh và khi chúng đạt được độ cao thích hợp, thông thường là trên 3.000 mét, chuyên gia Nga cho biết. Trong một số trường hợp F-16 thực hiện nhiệm vụ cảm tử thì chúng trở nên rất nguy hiểm, vì vậy quân Nga cần phải chủ động tấn công và tiêu diệt. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng từng lưu ý rằng F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân về vấn đề này chuyên gia Porokin cho biết ông hy vọng khi F và các nước bảo trợ phương tây đủ thông minh để không sử dụng vũ khí hạt nhân vì nếu làm vậy nó sẽ ngay lập tức kích hoạt cuộc xung đột trực tiếp giữa nga với nato. Rand Corporation, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington vào tháng 5 năm ngoái cảnh báo rằng F-16 không phải là đối thủ của một số hệ thống vũ khí nga. Giới nghiên cứu ở Mỹ nhìn nhận, F-16 giúp nâng cao năng lực của Kiev ở mức độ nhất định, nhưng sẽ thật ngây thơ nếu nghĩ rằng loại máy bay này có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế trong cuộc chiến. Một tin tức đáng lưu ý khác, RTD tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải công sự và trợ lý lâu năm của ông là Sergei Syrik vào thứ Bảy ngày 30 tháng 3. Trước đó, ông cũng đã sa thải nhiều cố vấn cấp cao trong tuần qua trong một cuộc cải tổ chính quyền. Trợ lý Sergei Syrik là một trong số ít quan chức còn lại đã phục vụ cùng ông Zelensky kể từ ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Syrik đảm nhận chức vụ này từ tháng 5 năm 2019, kể cả trước khi tham gia chính trường. Ông Sirik là công sự kinh doanh thân thiết lâu năm của ông Zelensky từ thời thành lập xưởng hai Kvartov 95. Vào tháng 9 năm 2021, ông Sirik sống sót sau một vụ ám sát khi xe của ông bị tấn công bởi những kẻ tấn công không rõ danh tính. Chiếc xe bị trúng đạn khiến tài xế của ông bị thương, trong khi bản thân Sirik trốn thoát. Vào thời điểm đó, giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố vụ tấn công là sự trả đũa của hệ thống đất nước mà ông Zelensky đã cố tình phá vỡ. Trong vài ngày qua, Tổng thống Zelensky đã sa thải ba cố vấn tổng thống, cũng như hai đại diện đặc mệnh toàn quyền Natalia Boskareva và Iona Verbiskaya, đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến phong trào tình nguyện và quyền của quân nhân. Vụ sa thải này là một phần trong kế hoạch thay máu bộ máy lãnh đạo do ông Zelensky phát động vào đầu năm nay. Trong đó, gây tranh cãi nhất là quyết định sa thải cựu tướng hàng đầu Valery Zaluny vào tháng trước. Ông Saluni được đồn đại là đã bất hòa với ông Zelensky trong nhiều tháng trước khi công khai nêu lên mối lo ngại về tình hình tiền tuyến vào cuối năm ngoái. Cũng theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Hà Lan tuyên bố trong tuần này, Amsterdam sẽ triển khai một hệ thống phòng không Patriot tới Litva, quốc gia đồng minh NATO giáp biên với Nga, để chuẩn bị cuộc tập trận phòng không chung vào mùa hè. Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hà Lan, cuộc tập trận các dài vài tuần là cần thiết để tăng cường phòng không ở sườn phía đông. Mục tiêu của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng của quân đội NATO trong việc nhanh chóng vận chuyển và triển khai hệ thống phòng không. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kaisa Orangen cho biết, quyết định triển khai hệ thống do Mỹ sản xuất gần biên giới Nga góp phần nâng cao tính sẵn sàng của phòng không NATO. Litva hoan nghênh cuộc tập trận này, đồng thời lưu ý rằng Hà Lan sẽ huấn luyện triển khai các đơn vị phòng không mà không cần thông báo trước cùng với các lực lượng vũ trang Litva. Phát biểu vào hôm 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Laurina Kakinas cho biết rằng việc tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực là rất quan trọng đối với an ninh của các nước vùng Baltic, đồng thời kêu gọi triển khai nhiều các máy bay cũng như các hệ thống phòng không hơn tới Litva để tập trận. Hiện chưa rõ việc triển khai Patriot của Hà Lan ở Lifa sẽ kéo dài đến mức nào. Một khẩu đội của hệ thống phòng không Patriot bao gồm nhiều đơn vị gắn trên xe tải, bao gồm năng lượng, radar, anten, điều khiển giao chiến và các phương tiện hỗ trợ khác, cũng như tối đa 8 bị phóng với tên lửa đánh chặn. Việc triển khai sẽ diễn ra sau cuộc tập trận quân sự lớn nhất đang diễn ra của NATO trong nhiều thập kỷ. State Farm Defender 2024 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân, hơn 1.000 phương tiện chiến đấu, hơn 50 tàu hải quân, 80 máy bay trực thăng, máy bay không người lái và máy bay chiến đấu từ tất cả 32 quốc gia thành viên. Moscow cho rằng việc Liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu tăng cường các cuộc tập trận trong thời gian gần đây thể hiện bản chất ngày càng hung hãn của khối này. Hồi đầu tháng 3, thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nói rằng cuộc tập trận đang chuẩn bị cho kịch bản đối đầu vũ trang với Nga, làm gia tăng căng thẳng và gây bất ổn tình hình thế giới. Ông Patrushev mô tả NATO là một công cụ quan trọng để Washington gây ảnh hưởng lên các quốc gia khác. Họ đã gây ra hơn 100 cuộc xung đột quân sự trên khắp thế giới và đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mới, thư ký Hội đồng An ninh Nga cho biết. Chuyến sang tình hình ở Trung Đông, thống đốc trung tâm ở giải Gaza vào hôm 30 tháng 3 cho biết quân đội Israel đã ném bom trụ sở ở các thành phố Buras và Onzawada trong khu vực. Theo tuyên bố chính thức từ các thành phố, Israel đã đánh bom trụ sở hành chính của các thành phố này và các mục tiêu khác trong thành phố, đồng thời khẳng định lực lượng Israel đang tiếp tục lo mau thứ để biến giải Gaza trở thành nơi không thể ở được. Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự chết người vào Gaza kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7 tháng 10, khiến gần 1.200 người thiệt mạng. Hơn 31.700 người Palestine, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong khu vực, và có gần 73.800 người khác bị thương. Theo Liên Hợp Quốc, cuộc chiến đã đẩy 85% dân số Gaza vào tình trạng sơ tán nội bộ trong bối cảnh thiếu nước sạch và thuốc men. Trong khi đó, 60 cơ sở hạ tầng của vùng đất đã bị hư hại hoặc phá hủy. Cùng lúc đó, Israel cũng bị buộc tội diệt chủng tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ. Phán quyết tạm thời vào tháng 1 đã ra lệnh cho Theo Aviv ngừng các hành động của mình và thực hiện các biện pháp để đảm bảo hỗ trợ nhân đạo cho thường dân ở Gaza. ở một diễn biến khác trong chuyến thăm washington vào tuần này bộ trưởng quốc phòng israel josh galen đã kêu gọi khả năng thành lập một lực lượng quân sự đa quốc gia với quân đội từ các nước ả rập tham gia nhằm mục đích cải thiện thường tôn pháp luật và giữ gìn trật tự ở gaza trang tin Axios của mỹ dẫn lời hai quan chức cấp cao israel cho biết bộ trưởng quốc phòng job galen đã nêu đề xuất trên trong cuộc họp ở washington ông nói thêm Việc lập lực lượng an ninh đa quốc gia ở dài Gaza cũng sẽ giúp hộ tống các đoàn xe viện trợ nhân đạo cung cấp nhiều yếu phẩm cho giải đất này. Trang tin Exert cho biết, đề xuất của ông Galen đưa ra trong bối cảnh Israel đang chịu áp lực phải cải thiện việc phân phối hàng viện trợ nhân đạo ở Gaza, nơi mà Liên Hợp Quốc cho rằng đang trên bờ vực nạn đói. Các quan chức Israel cũng tin rằng một lực lượng đa quốc gia có thể giúp thiết lập một giải pháp thay thế cho sự cai trị của Hamas ở vùng đất này. Ông Garland đã yêu cầu sự hỗ trợ về mặt chính trị và vật chất của Hoa Kỳ cho một sáng kiến như vậy. Ông nêu đề xuất trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin, Ngoại trưởng Antony Blinken và cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Jeff Sullivan. Các quan chức quân sự và quốc phòng Israel được cho là đã thảo luận vấn đề thiết lập lực lượng an ninh đa quốc gia. Theo báo viết, trong những tuần gần đây đã đối thoại với đại diện ba quốc gia Ả Rập bao gồm Ai Cập. Quan chức Israel giấu tên cho biết đã có tiến bộ trong việc thúc đẩy sáng kiến này chúng tôi nhận thấy có sự cởi mở của các nước ả rập đối với ý tưởng này hiện chưa có chính phủ quốc gia ả rập nào bình luận về thông tin trên Theo hãng tin Reuters, chuyến tàu thứ hai chở hàng cứu trợ cho Gaza đang bị chiến tranh tàn phá đã khởi hành từ ship vào ngày 30 tháng 3, hơn 2 tuần sau khi chuyến hàng đầu tiên đến Gaza bằng đường biển. Chính quyền ship đã nỗ lực ngoại giao với Israel nhằm thiết lập một hành lang biển để vận chuyển các mặt hàng nhu yếu phẩm đến thẳng Gaza. Vào ngày 15 tháng 3, tàu cứu trợ đầu tiên đã chở gần 200 tấn thực phẩm, nước và nhu yếu phẩm đến giải Gaza. Chuyến tàu đầu tiên đánh dấu thành công ban đầu của hành lang biển The World Central Kitchen có trụ sở tại Mỹ, cùng tổ chức từ thiện Open Arms của Tây Ban Nha, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Cộng hòa Cyprus thành lập nhằm nỗ lực viện trợ nhân đạo cho người dân ở xã Gaza. Giờ đây, chuyến tàu thứ hai sẽ vận chuyển gần 400 tấn hàng viện trợ đến Gaza. World Central Kitchen viết trong một bài đăng trên nền tảng X, không có đủ viện trợ đến Gaza và chúng tôi cần mở càng nhiều đường càng tốt, kèm theo một video quay đội tàu. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ SIP, Kota Letimio, cho biết, đội tàu sẽ mất khoảng 65 giờ để đến Gaza, nơi một bến tàu tạm thời đã được xây dựng để giữ hàng viện trợ nhân đạo. World Central Kitchen thông tin, lô hàng từ ship chứa các mặt hàng như gạo, mì ống, bột mì, các loại đậu, rau đóng hộp và protein. Tổ chức từ thiện cũng cho biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cung cấp một lô hàng chà la đặc biệt được ăn theo truyền thống để kết thúc thời kỳ nhịn ăn hàng ngày trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Việc không đủ xe viện trợ vào Gaza bằng đường bộ sau hơn 5 tháng chiến tranh dẫn đến cảnh báo về nạn đói ngày càng tăng đã thúc đẩy các nỗ lực đưa hàng cứu trợ vào lãnh thổ này bằng đường hàng không hoặc đường biển. Mới đây, Hoa Kỳ công bố kế hoạch xây dựng một bến tàu nối ngoài khơi Gaza để nhận viện trợ. Mục tiêu hoàn thành là ngày 1 tháng 5, nhưng nó có thể xong sớm hơn 2 tuần. Tổng thống ship Nikos Christodoulidis cho biết vào hôm 30 tháng 3 trích dẫn cuộc giao ban với các quan chức Mỹ hồi đầu tuần. Tuy nhiên, các cơ quan của Liên Hợp Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng việc vận chuyển bằng đường bộ là cách duy nhất để cung cấp viện trợ với số lượng cần thiết. Ở một diễn biến khác, Reuters đưa tin, một xe chở các quan sát viên của Liên Hợp Quốc ngày 30 tháng 3 đã bị tấn công khi đang di chuyển ở thị trấn Remes biên giới Liban, khiến cả bốn người trên xe đều bị thương. Một số nguồn tin an ninh cho rằng, lực lượng Israel đã thực hiện vụ tấn công vào xe của Phái bộ gìn giữ Hòa bình ở miền nam Liban, UNIFIL. Những người phát ngôn quân đội Israel IDF ngay lập tức phủ nhận thông tin này. Kênh truyền hình địa phương Onmana cho biết, chiếc xe chở 3 nhân viên gìn giữ hòa bình đến từ Úc, Na Naui và Chile và một phiên dịch viên người Liên bang. Một chiếc trực thăng của UNIFIL đã bay đến hiện trường và chở những nhân viên gìn giữ hòa bình bị thương đi. UNIFIL nói rằng việc nhắm mục tiêu vào lực lượng gìn giữ hòa bình là không thể chấp nhận được. Cơ quan cho biết họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của vụ nổ. Đây không phải là lần đầu tiên các phái đoàn của Liên Hợp Quốc bị Israel tấn công. Tháng 11 năm 2023, UNIFL cho biết một trong những đội tuần tra của lực lượng này đã bị trúng đạn từ lực lượng Israel ở miền nam Liban, nhưng may mắn không có thương vong. Giao tranh xuyên biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban đã leo thang trong 6 tháng qua, kể từ khi xung đột ở giải Gaza bùng phát. Các cuộc tấn công của Israel ở Liban đến nay đã làm gần 270 thành viên Hezbollah thiệt mạng, cùng với 50 thường dân, trong đó có trẻ em, nhân viên y tế và nhà báo. tục cập nhật các diễn biến nổi bật khác trên thế giới. Theo Reuters đi tin, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos mới đây đã ra lệnh cho chính phủ của ông tăng cường phối hợp về an ninh hàng hải để giải quyết một loạt các thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ khi tranh chấp với Trung Quốc ngày càng leo thang. Lệnh được ký vào đầu tuần này và được công bố vào ngày 31 tháng 3. Nội dung không đề cập đến Trung Quốc nhưng được đưa ra sau một loạt các cuộc đối đầu hàng hải và các cáo buộc lẫn nhau giữa hai bên. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Các yêu sách của Trung Quốc trùng lập với các yêu sách của Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei. Tòa án trọng tài thường trực năm 2016 cho biết các khiếm nại của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Tranh chấp mới nhất xảy ra vào cuối tuần trước, khi Trung Quốc sử dụng vòi rồng để ngăn tàu tiếp tế của Philippines tại bãi cổ mây. Ông Marcos nói, Bất chấp những nỗ lực trong việc thúc đẩy sự ổn định và an ninh trong lĩnh vực hàng hải, Philippines vẫn tiếp tục phải đối mặt với một loạt các thách thức nghiêm trọng đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như hòa bình của người Philippines. Ông Marcos tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đối phó chống lại các cuộc tấn công trong vùng biển. Lệnh này dường như đã mở rộng thêm vai trò của quân đội. Hội đồng hàng hải quốc gia sẽ là cơ quan trung tâm xây dựng các chiến lược nhằm đảm bảo khuôn khổ cho an ninh hàng hải và nhận thức về lĩnh vực hàng hải của Philippines. Ông Marcos đã tăng số lượng các cơ quan hỗ trợ hội đồng từ 9 lên 13, bao gồm cơ quan vũ trụ và viện hàng hải và lục biển thuộc Đại học Philippines. Mới đây tại Syria, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương sau một quả bom cài trên xe ô tô phát nổ tại một khu chợ xâm út ở thành phố Azad vào rạng sáng ngày 31 tháng 3. Theo người dân địa phương và lực lượng cứu hộ, vụ nổ xảy ra vào đêm muộn, thời điểm mua sắm đông đúc sau khi người dân chấm dứt việc nhịn ăn cả một ngày dài trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Lực lượng phòng vệ dân sự cho biết, ngoài 7 người thiệt mạng, ít nhất 30 người bị thương, một số người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện địa phương. Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Thành phố Azab giáp khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những năm gần đây, những vụ đánh bom thường xuyên xảy ra tại khu vực dân cư đông đúc ở khu vực biên giới phía tây bắc Syria. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Canada hôm 30 tháng 3 cho biết nước này đã gửi khoảng 70 binh sĩ đến Samaka để huấn luyện quân đội từ các quốc gia Caribe. Những binh sĩ này sẽ tham gia vào một nhiệm vụ đến Haiti được Liên Hợp Quốc ủy quyền. Kenya đã thông báo vào năm ngoái rằng họ sẽ lãnh đạo lực lượng hỗ trợ cảnh sát quốc gia chống lại các băng đảng hùng mạnh ở Haiti, nơi bạo lực leo thang đã làm bùng phát thảm họa nhân đạo. Sân kiến này đã gặp phải những thách thức từ tòa án Kenya, khiến nhiệm vụ bị đình trệ. Theo Bộ Quốc phòng Canada, quân đội sẽ hỗ trợ đào tạo về các kỹ năng gìn giữ hòa bình và sơ cứu chiến đấu. Quân đội sẽ ở lại Jamaica trong khoảng thời gian đầu tiên là một tháng và sẽ huấn luyện khoảng 330 binh sĩ từ Jamaica, Belize và Bahamas. Canada cho biết vào tháng trước rằng họ sẽ gửi 80,5 triệu đô la Canada để hỗ trợ việc triển khai sứ mệnh do Kenya lãnh đạo. Các cuộc chiến băng đạn của Haiti đã gia tăng trong những tuần gần đây. Các băng đảng được trang bị vũ khí hạng nặng và tung ra những đợt tấn công mới, bao gồm việc đột kích vào các đồn cảnh sát và sân bay quốc tế. Theo báo cáo của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hơn 1.500 người đã thiệt mạng trong năm nay. Liên Hợp Quốc cũng mô tả tình hình ở Haiti là thảm họa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.